ui. Chạy nào không? À con gì đấy? Nó chui lỗ kìa. Đấy chưa? Lỗ kìa. Ui. To như này. Ui. Đi kìa. Đi kìa. Đi kìa. Đi kìa. Nó chui kìa. Kìa. Ui ui kìa. Ủa trông to chưa? Ui ui. Đây em ơi. Đây khẩn trương chưa? Đây đây đây. 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 Đi đây. Đây. Rồi, chắc chỗ này không? Chắc đây rồi. Đây. Ôi ơi. Ê. Mau nghe thử của xem. Ui. Chạm mắt dính luôn. Ôi ơi. Ôi. 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 Ui, đấy, hình thành đấy. Ui, ui, to lắm. Đúng rồi. Nhịp to lắm. Đúng rồi. Đúng rồi đấy luôn. Ui, rồi. Rắn lắm. Hả? Rắn lắm. Rắn à? Ui rồi. Toàn đá mới sỏi thôi. Ủa đi mệt hay ca. Tiếng to còn to lắm. Cái nắp cũng sạc, nổ nào cũng sạc. Ui. Thấy cũng khó chân nữa không được. Cái này trong hang nó ra. Của nó chai. Wow, tuyệt vời đấy. Ui. Đất núi khó đảo nhỉ. Được. Cứt luôn này. Toát mồ hôi đây nhỉ. Nghe xem sắp tới được nữa đây. Con cá. Ui xổi, ui giời. Ui ui. Tiếng to lắm ấy. Ấy. To cực luôn. Đào đi. Tiếp. Xoay lắm. Đến nơi rồi. Ê, đến nơi rồi. Coi con gì. Rồi. Trong rồi. Hả? Đến rồi đấy. Bổ tiếp đi, bổ tiếp đi. Bổ bên trên đi à. Bổ mạnh bên trên luôn. Ráp nhỉ. Thế cỡ đất này nhỉ. Dân thẻ bắn chưa? Dân thẻ bắn chưa? Ui, những cái vầy nhìn vầy thôi, nhìn vầy rồi, nhìn vầy. À, ngoài đó,
Ui. Rồi. Thấy nó rồi. Để nick cái chân đi. Rèm nick chân đã, đợi nước xuống. Rèm nick cái chân đi. Ấy. Ấy, nó đây nè. Ui. Ui giời. Ui dồi ôi này. Ui. Đừng chứ. Để em đi. Đừng có ai nữa. Đừng. Đấy. Cái này rất là to nhé. Rất là to luôn. Ui dồi ôi. Dã man chưa? Mà này ít gặp lắm ấy. Kiếm ấy. Ui. Cái này phải ngay đất. Ui. Khổng lồ rồi. Trời, sao nó ra nhỉ? Cái khoanh nó to kia. Đấy. Kêu khẻ khẻ ông đấy nhỉ? Ừ. Động nhờ nó kêu nó dọa mình ý. Ôi trời ơi. Oh my god. Ôi. Kinh. Ôi ôi. Ui ôi. Nhìn nào. Nó đùn lên đây. Ui ôi ôi, to đi. Ê, thì bên đây nữa. Rồi, được đấy. Đấy. Ui, trời ơi. Cái cua có cào hẳn cái đất bên ngoài. Đây rồi. Đây vậy nhá. Ôi này, con gà nó rất là lớn luôn ạ. Bây giờ nồi sao ra. Có sao mà nồi ra đây nó kiếm. Ui cha đất ơi. Đầu. Ơi nó đang uốn đi. Đâu cái đầu thật tỏ tay ấy. Đấy. Đầu đang xuống rồi cắn à. Đấy. Đừng không lùa không mà. Ôi nó ra. Thế mọi người nhá, đây là thành quả của anh em mình buổi chiều hôm nay. Thì con chân này rất là không may khi nó gặp phải anh em mình mọi người ạ. Nó bò qua đường nên là lúc ấy mình giật mình đã uống nước phun cả nước ra thì bây giờ mình đã bắt được nó rồi mọi người ạ. Mình sẽ chuyển nó lên rừng mọi người nhá. Để tránh tình trạng nó ở dưới làng này nó bắt gà, bắt quế, bắt trâu, bắt bò người dân mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây mọi người nhá, mình chuyển nó lên rừng. Mọi người thấy hay ủng hộ cho anh em mình nhá.